Hãy subscribe cho kênh Xin chào tất cả các bạn minhasan, Hôm nay chúng ta sẽ vẫn tiếp tục series tuần lễ Cả tuần này đúng không ạ? Chúng ta thấy rất là nhiều buổi livestream Cả tuần này sẽ là tuần lễ lấy lại gốc tiếng Nhật Đặc biệt Dành cho các bạn N5, N4 sơ cấp và các bạn N3 Đó, N5, N4, N3 là những bạn Cần phải xem chuỗi video này Cần phải xem những chuỗi live stream trong tuần lễ này Đó Và nói qua một chút Đó là bạn nào ở Hà Nội ấy, Thì cuối tuần sau 28 tháng 7 Qua uh, 69 tối Hữu uh, Cùng nhau tham dự Về Dũng Mô Đi Buổi khai trương trụ sở mới Các bạn nhé Ok Và thông tin của buổi uh, Khai trương này thì có rất là nhiều trong những bài viết ở trên dụng đi rồi các bạn có thể tìm lại hoặc đây. Đây là thiệp mời, đây là thư mời các bạn có thể scan ở đây. Đó. Rồi. Thế bài ngày hôm nay của chúng ta có những phần nào? Đó. Chúng ta sẽ nói lại 13 thể cơ bản trong tiếng Nhật và ứng dụng. Thế thể hôm nay là thể gì ạ? Thể hôm nay là thể thứ nhất là thể từ điển. Thứ hai là thể nai, phủ định. Và những mẫu ngữ pháp đi cùng hai thể này Các bạn nhé Mình nói lại một lần nữa đó là những bạn đang học N5 này, N4 này Và những bạn N3 ôn lại kiến thức Là những bạn cần phải xem video này Đó, N5, N4, N3 Thậm chí những bạn nào mà bị mất gốc của N2 cũng xem được đấy Thậm chí nhá, đúng không ạ Bởi vì sao chúng mình làm cái chuỗi series này đó là bởi vì luôn luôn khi mà uh, bắt đầu các lớp đặc biệt là các lớp N4 này, các lớp N3 này khi mà học thì mọi người đều đồng thanh là ôi em quên những cái thể động từ cơ bản rồi, em quên gốc rồi. Đó. Các bạn nào đang chuẩn bị học N4 nửa N3 nửa có thể thế không ạ? Đấy là lý do mình bọn mình quyết tâm quyết tâm là làm cái series này. Đó. Rồi. Hôm nay là thể từ điển và thể nai các bạn nhé Đó thì nó đi cùng với như thế nào nào? Đầu tiên À, bạn nào mà chưa xem những cái thể mát sự, thể T, thể ta thì có thể xem lại video cô Huyền hôm qua. Đó, còn những thể sau này, đấy, dành cho buổi livestream ngày mai và ngày kia. Ok chưa? Động từ thể từ điển. Rồi, cái này thì các bạn nhớ lại là gì? Nó có mấy nhóm ạ? ba nhóm. Nhóm thứ nhất là nhóm gì? Đây, các bạn nhìn đi. Đấy,

IKIMASU thành IKU Iですか? Rồi Nhóm một nhá Nhớ lại chưa ạ Nhóm 2 Thường không, nó sẽ là gì ạ Thường nhá ừ. Nhiều nhất nhá đúng ạ Nó sẽ là hàng E Và có những Ngoại lệ khác Ví dụ okimas Đó Ví dụ nhá Không phải là có mỗi okimas đâu Tabemas thành taberu Nemas thành neru Okimas thành okiru Và đặc biệt Đặc điểm của nhóm 2 thì sao ạ? Chúng ta chỉ cần bỏ mát sự đi là được, không cần thay đổi gì cả. Bỏ mã sự đi là được thêm dự vào, đúng không ạ? Bỏ thằng này đi thêm dự vào, bỏ thằng này đi thêm dự vào, bỏ thằng này đi thêm dự vào. Shimas, kimas là nhóm 3. Đó. Hoặc là những động từ gọi là danh động từ đấy, từ chuyên môn là danh động từ bên kiểu shimas, annai shimas, undo shimasu. kiểu đấy. Danh từ cộng shimas thì cũng kết hợp với shimasu chuyển thành sư đự này kimasu thành cư ok chưa đó hoặc các danh động từ thì chúng ta bỏ shimasu thành uh, cộng cái thằng sư đự vào tiếp theo thì nó kết hợp với những cái gì đầu tiên với được cô tổ đi kimasu ui cái này dễ quá và các bạn nhớ là gì ạ thi thoảng thì người ta sẽ đổi cái gá này thành thành trợ từ gì mộ nhá mộ chuyển màu đi mộ Nghĩa như nhau Ghê chưa Có thể làm được gì Khả năng đúng không ạ Có thể làm được gì Ví dụ YouTube để ý đôi đôi nạp video Mưu điều để mưu được tôi cả Chúng ta có thể xem rất nhiều video Miễn phí Ở trên Youtube đúng không ạ Miru koto ga dekimasu. Đó, hay là tabeeru koto ga dekimasu. Đó, thay cho cái cách nói hay không phải là thay mà nó là cái cách nói cứng hơn, formal hơn, lịch sự hơn so với cách nói là gì ạ? Miremas hay là mirademas đúng không? Là thể khả năng đúng không? Thì cái thể này thì là gì ạ? Lịch sự hơn một tí, formal hơn một tí, văn viết hơn một tí. Tiếp theo nếu rự cộng cô tổ thì sao ạ? Ừm, về rự cô tổ đấy, nó là gì ạ? Nói về sở thích. Đấy, sở thích của tôi là nghe nhạc. Tuy nhiên khi mà chúng ta học lên N3 thì về nani về được cô tổ là gì các bạn nhỉ các bạn đã biết không về được cô tổ là gì quy định nhớ nhá, quy định cô taberu, ta về được cô cô để ta bên ai của thành nai rồi cô Bingkosur của hãy học ở đây đúng không ạ? Việc học học ở vị trí này đúng không? Nói chung là trong những cái uh, quy định quy tắc, lưự thì lại dùng vự cộng cô tổ. đấy là cái mẫu khác nhá, mẫu khác nhá. Mình đang nói là mẫu nờ ba đấy. Còn vự cô tổ đề sự này, sở thích là gì đúng không? Vự mai nhỉ là gì ạ? Trước khi làm V thì sao nhớ lại chưa ạ? Ví dụ, gặp cô nhỉ, cứ mai cô mini kimas. Trước khi đến trường thì tôi đi Cô mini Bên kêu sư mai biểu Trước khi học thì tôi xem tivi Ok ạ hàng eh, Vận động trước khi ăn Rồi Về đựu tố là gì ạ? À? Là, ừ. ừ. là giả định Hoặc nó là giả định Hoặc nó là gì ạ? Hễ làm thì Đó Và ta sẽ kêu nô một tổ Khao đỏ mặt. Cứ hễ tôi uống rượu thì sẽ bị đỏ mặt. Phu phu duy nhìn Naruto, tên kia gắt kĩ nhỉ, xám mặt. Hễ trời mà chuyển đông một phát là thời tiết đột ngột lạnh hẳn lên. Tạo ví dụ như vậy. Tiếp theo là danh từ hóa động từ. Ok, chưa Danh từ hóa động từ nô no hóa hoặc nô no gã. Ví dụ, hitori de. Hitori de no Việc học tiếng Nhật một mình khá là vất vả. Thì rất là vất vả, đúng không? Và chúng ta chú ý là no wa hay no ga đều được nhé. Với mẫu này. Tiếp theo, về được na. Hanas na, đúng không? Taberu na. Jugyo shu ni neru na là gì ạ? cấm không được làm gì đó đừng có làm như thế, thế nào đó đúng không ạ không được ngủ trong giờ học đừng có ngủ trong giờ học đó câu này thì <laughs> nếu mà nói ngang hàng hoặc nói với người trên thì không dùng đúng không ạ câu này khá là bất lịch sự nhưng ngược lại nó mang hàm ý phủ định và chú ý rất là mạnh mẽ đối với đối phương đừng có mà làm như thế được chưa về sư mô đi ở à, sơ cấp của chúng ta là gì ạ dự định làm gì đó đi với cả động từ thể phủ định rồi お正月には国へ帰るつもりです. cứ nhẹ khai desu vào à, Tết vào dịp Tết thì tôi sẽ có dự định về nước sau này khi các bạn học nửa ba nửa hai thì cái tsumori này nó sẽ có thêm một cái nữa là gì ạ về tamoế đúng không ạ Tôi Ờ à, coi mình là một ai đó để làm gì đó đúng không ạ? Sensei ni natta tsumori de hito ni nanika o oshieru đúng không Tôi dạy ai đó ừ. với cái tâm thế là như là mình là một thầy giáo vậy chẳng hạn. Đó. Còn về sơ cấp thì nó chỉ có nghĩa là gì ạ? Có dự định mà thôi. Nè, về tsumori về yếu tế. dễ quá đúng không ạ? Vẫn là thế, vẫn là dự định. Nhưng dự định này thì thường thường thôi nhá thường được lên lên lịch trình một cách bài bản bà, rõ ràng còn cái đi này nó là gì ạ nó là nghĩ ở trong đầu nghĩ ở trong đầu có thể là một suy nghĩ thoáng qua định thế này định thế kia định chạy ra ngoài đúng không ạ? định chạy ra ngoài một tí định ăn một bát cơm một tí định làm cái gì đấy nhỏ nhỏ thì chúng ta dùng đi uh, hoặc là những thứ đang nghĩ trong đầu hoặc là e -no -ni tức là tôi dự định sẽ đi nhật vào mùa hè năm sau đó những cái dự định nó lớn, những dự định nó cần phải lên kế hoạch trước thì chúng ta dùng yote. Tiếp theo là veru tokoro Đó là gì ạ? Sắp làm gì đó. Này, sắp làm gì đó. Ví dụ một cuộc hội thoại. Eh, moshi moshi mi san, ima doko desu ka? À, ima ie o reru tokoro desu. Chotto matte ite kudasai. Đó. Anh B anh đang đâu đấy? Bây giờ tôi đang đang chuẩn bị, đang định ra khỏi nhà bây giờ Đợi tôi một tí nhé Đó. Ok chưa Về rượu thô đi Là gì? Theo đúng như Đúng như thằng trước này Ví dụ, Kore kara watashi ga ni yatte Hãy làm theo những gì tôi chuẩn bị nói Ngoài ra Còn có thể kết hợp với gì cả Động từ về tà tô đi Các bạn nhớ nhé, như nhau Về được hazardous Là diện chắc chắn Ngoài ra thì thằng ha dự này Khi các bạn học trong sách thì nó có nghĩa là chắc chắn thôi Chắc chắn là tôi sẽ chắc chắn thế này, này. Nhưng ngoài ra nó còn hay dùng khi các bạn lên N3 ừ, Nó dùng dùng ý nghĩa là gì ạ? Rõ ràng Nhưng thực tế lại Đúng không ạ? Koko ni oita hasu na no nhỉ Để cái cốc ở đây nhưng bây giờ không thấy cái cốc đâu Koko ni saki oita hasu na no ni Rõ ràng để ở đây mà Đúng không ạ? Thì nó có nghĩa là rõ ràng mà Đó Còn bình thường nó sẽ có nghĩa là gì ạ? Chắc chắn và chắc chắn Là lát nữa sẽ Có xe buýt đến Và cái chắc chắn này nó dựa trên Một cái lý do nào đó Ví dụ như trong trường hợp này Nó dựa trên việc Tại sao biết là sắp có xe buýt đến Thì cái ha dự này nó dựa trên ví dụ như Cái bảng Giờ buýt chạy chẳng hạn ừ. Thì để nói là gì ạ Tin tôi đi tôi có một cái căn cứ nào đó Hãy tin tôi đi chắc chắn nó sẽ đến vì trên bảng kia nó viết mà đúng không ạ vậy được ta là gì ạ để nói về mục đích của hành động Tôi đang học tiếng Nhật để tôi đi Nhật Về được cô hoặc là về cô đó là gì các bạn quyết định làm gì đó à. các bạn có biết nó khác nhau như nào các bạn có biết là cô tôi nhị sự và cô tôi nhị nó khác nhau như nào cô tôi nhị sự là gì ạ cá nhân mình thằng này nó bằng với cả nani naniを決める. nani o kimeru nani nani o kimeru tôi quyết định làm gì đó còn cô tôi naru na này nó chỉ là nó bảo là gì ạ tôi sẽ chọn cái việc đó có thể là tôi quyết định có thể là người khác quyết định cho tôi có thể là công ty tôi quyết định là tôi sẽ đi du học tôi sẽ đi uh, công tác tôi sẽ đi đâu đó công ty quyết định hoặc ai đó quyết định vẫn dùng được còn đã thằng này là chỉ có bản thân mình quyết định thôi và thằng này nó còn một cách dùng nữa là để nhìn nhìn về tà cô tôi nhìn ra được cũng được ta. Tôi đã quyết định tham gia cuộc thi hùng biện theo lời giới thiệu giáo viên. Đấy, đây là theo cái ý nghĩ ý định của tôi. Very cái này dễ rồi đúng không ạ? là cần phải làm gì đó. Cần phải làm gì đó. Mada Tức là sao ạ? Vì tôi giao tiếp tiếng Nhật vẫn chưa tốt, chưa giỏi cho nên cần phải luyện tập thêm nữa. 15 nào, về được ma đế. Ma đế cũng được hoặc là ma đế nhí cũng được các bạn nhé. Là gì ạ? Cho tới khi cái này xảy ra. Đó cụ thể ví dụ đây. Okasan ga kaite kuru made ni hoặc là kaite kuru made heya o katasukemasho. Chúng ta hãy dọn phòng thôi. Ý là tranh thủ dọn phòng thôi cho đến khi mẹ về mẹ về mẹ thấy bừa bộ là mẹ mắng rồi đó đó là các thể uh, trong sơ cấp chúng ta học liên quan đến uh, động từ nguyên thể động từ thể từ điển còn bây giờ động từ thể nai thì như thế nào đó thì cũng đơn giản thôi đây chúng ta có là gì ạ thay mắt khảo ăn đúng không ạ nhìn nào động từ có chữ thuộc hàng y chưa mắt sự đuổi thành hàng a a đây Mochi thì thành mota Kairi thì thành kaira Đó, yobi thì thành yoba Và cộng thêm thằng nai ở đằng sau Trừ một trường hợp đặc biệt Đó là nếu hàng này nó là y Ví dụ ka Thì thành là gì ạ? Kawa này Không phải là ka a này, là kawa này 呼びますてん、呼ばない、呼びますてん、よばない、死にますてん、死なない、聞きますてん、聞かない、急ぎますてん、急がない、話しますてん、さない、行きますてん、行かない。おげ出てよ、よんは、ひてんざんと、うますてんないば。食べます食べない、寝ます寝ない、起きますてん、おきない。な、がんは、します、よばあらば、しますてん、しない、きますてん、こない。 không là kinai nai Rồi <laughs> Khi nói thể phủ định tùy vào văn cảnh sẽ có trường hợp chỉ phần trước nai Và trường hợp chỉ toàn bộ bao gồm cả nai Những mẫu câu có thể kết hợp được Thứ nhất là nai để cơ ta xài ra quen thuộc Đừng làm gì đó Abunai desu kara koko ni hairanai kudasai Vừa nãy chúng ta nói cái mẫu gì ạ? Hai đùn nặng một câu không lịch sự Là một câu chú ý, nhấn mạnh đối với đối phương Hơi gắt gỏng đối với đối phương đúng không ạ? Còn đây chỉ là một câu rất bình thường, rất lịch sự đúng không ạ? Vì rất nguy hiểm cho nên đừng có vào đây Tiếp theo cái <laughs> này ba nari masen Phải làm gì đó Phải làm gì đó Ví dụ 会社を休む場合は電話で連絡しなければなりません. Đó, là gì ạ? Trong trường hợp mà anh anh nghỉ nghỉ làm công ty ấy, thì phải liên lạc bằng điện thoại. Các bạn thấy nó nhanh không? Mình đi hơi nhanh một chút. Có bạn nào cảm thấy nhanh không? Hay là chậm? Chúng ta đang ôn lại ngữ pháp bởi vì mình biết là kể cả các bạn ở nơi bố đây các bạn đây là những ngữ pháp đây là những kiến thức các bạn học rồi Hoặc kể cả có một vài mẫu nào đấy Chúng ta quên hoặc chúng ta chưa học Thì nó cũng làm cái nó rất là dễ tiếp thu Rồi Nghỉ làm thì phải liên lạc với điện thoại Đó, nakute mo mô Bên kêu chí nạc tê mô y Và cái mố này trong văn nói người ta có thể bỏ đi đó. Thì lúc này Sao ạ? Bình thường là VN đúng không? Thì là V Na bảo y đi Na đúng không? Nay thì na đúng không? Đến đây thì chúng ta ai cũng biết rồi đúng không? Na mo T desu Không cần làm V cũng được でよこれは参加自由の勉強会なーカイナので、イソガシストはサいカシナクい、モ。イ。サンカシナクテモ。イ。です。ね。はは các bạn まあ。そうか、またもドフふ、ーハブ。バナ。タンチュンバオンのバリーサイ。オンのバリー。 Không biết có kịp không? Ưu tiên các em là bốn trước uh, Hoặc các bạn nào muốn ôn trực tiếp với thầy cô thì tuần sau khai giảng Học trực tiếp với thầy cô ôn từ N3 Tất cả các lớp N2, học N2 ôn từ N3 Học N3 thì ôn từ N4 Đó, Hoặc là uh, thầy cô cũng xem xét xem nếu mà có thời gian Thì sẽ có thể sắp xếp thêm livestream N3 Đó, Chưa biết được Đó, vì đây là buổi bên kiêu cại Buổi học bên kêu cai là buổi học buổi cùng nhau giao lưu hay là cùng nhau học nhóm đấy đúng không ạ tự do không ép đúng không? cho nên những bạn nào bận thì không tham gia cũng được nay để à. nay để thực ra nó là cái thực ra nó là văn nói của cái uh, nay để cứ đã sai đúng không ở đâu rồi nhưng trong trường hợp này ý mình không muốn nói cái nay đấy là văn nói của nay đấy cứ đã sai mà nai đế này là nai đế gì ạ? Bằng với cả dự nhí đấy đúng không? Là gì ạ? Không làm này mà làm kia đúng không? Hay là mà không? Nếu chúng ta ra ngoài mà không mang ô À quên, không phải nếu chúng ta Ờ, thế bây giờ Ok, và đấy là mình dịch sai Thế nếu mà dịch đúng câu này là gì? Đố các bạn biết Vừa nãy mình dịch sai, câu này đúng dịch đúng là gì? Ca sau motanai de dekaketara oame ga futta. Thứ nhất mình hỏi câu này dịch như thế nào? Và thứ hai mình hỏi là gì? Cái tara này là tara là gì? Cái tara này là tara là gì? Đây là câu hỏi dành cho các bạn nào khoảng N3 Không N4, nửa N4 nửa cũng biết được Nếu mà các bạn chăm, chăm học và chăm nghe giảng tà đà và tà đằng sau này là gì? Nào, tà đà này là cái gì? Bây giờ nhá, nai đế là gì ạ? Mà không thì đúng không? Ra ngoài mà không mang ô Xong cái gì đấy Mưa mưa to đúng không ạ? Cái gì? Sau khi Sau khi thì là, nó là tê cả đà mà Bình thường nào, trời ơi Rồi Sau khi đấy là các bạn Các bạn nhìn ý nghĩa đúng không? Chứ nhìn ý nghĩa, à ý nó thế này cho nên chắc nó thế này đúng không? <laughs> Chứ các bạn không hiểu Thì ta là nó là cái gì đúng không? Rồi Đấy, đấy bây giờ nó là những cái mà Ờ uh, Xem chúng ta có thật sự là chúng ta hiểu mẫu câu không đấy Ta là này Bình thường nó là gì ạ? Nó là giả định bình thường nó là giả định nó là nếu với ba anh em siêu nhân ba anh em siêu nhân này anh em thứ nhất là anh em tố thứ hai là bà bên kia chỉ kia để bà đúng không ạ để các kia để bà đúng không bà và anh em thứ ba là gì ạ đạ và bình thường thì ba anh em này đồng nghĩa nhau đều có nghĩa là tố hết à, đều có nghĩa là nếu hết và đều là giả định nếu nếu đúng không ạ tác sang tôi mà trở thành tỷ phú tôi đã chơi rất nhiều và ta sẽ tay để smao tôi mà lấy vợ tôi sẽ cho vợ tôi hạnh phúc đấy là giả định nếu nhưng mà đây lại còn nếu nếu mà ra ngoài thì đã mưa đã đã giả định trong tương lai tự thì lại có quá khứ à thì trong chỉ có duy nhất đây là một mẫu riêng nhé Tà đà trong trường hợp này Thông thường nó sẽ là nếu Thông thường 90% nó là nếu Nhưng trong trường hợp này Tà đà ở giữa câu Cuối câu có tà Thì nó sẽ có nghĩa là gì ạ Khi làm việc gì đó Thì có một Sự việc nào gây bất ngờ xảy ra Nhớ nhá Có mẫu này là bốn ấy Thực ra hình như nó hơi nằm ở cái phần Phần thêm cho nên nhiều khi các bạn Quên 窓を開けたら猫が飛んできた Mở cửa ra thì con mèo nó bay đến Tức là khi làm một việc gì đó Thì có một hành động sự vật nào gây bất ngờ xảy ra Mado aketara neko ga ton Mở cửa ra thì con mèo nó bay vào Giật mình đúng không ạ Khi tôi ra ngoài mà không mang ô thì Ào trời mưa to Đột ngột thấy trời mưa to Một sự vật sự việc xảy ra rất là đột ngột giật mình đó Đấy ôn lại cho các bạn hai mẫu nhé Liên quan đến N3 N4 Còn đây Nai đế Mà không Thì nó chỉ có nghĩa là nai đế thôi Khi tôi ra ngoài mà không mang ô Thì trời đã đổ mưa Lớn Đúng ạ Ok nhớ chưa Nhớ nhá Thậm chí những mẫu này mình dạy như lớp N2 Không biết Các bạn không biết Mà các bạn mà Đọc ngữ pháp Đọc đọc hiểu thì nó ra những cái này rất nhiều nhưng mà vẫn lúc đấy vẫn nhớ là nó là nếu Các bạn dịch nếu là kiểu gì? Các bạn dịch nếu kiểu gì ra câu này? Đố các bạn dịch từ nếu kiểu gì mà ra được cái câu này? Đấy Nếu là tương lai này nó là, là quá khứ Đó à. Rồi Nakunarimasu là gì ạ? Ừ. Trở thành không còn Không còn làm gì đấy nữa đúng không? Nai thì naku なります最近忙しくてアニメを見なくなりました。現在、当時は、去年は、香港のアニメの ?OK、じゃ香港戦フィンの、ね、ないつもりです。ラジ香港今日のパーティーは行かないつもりです。 Định không đi buổi tiệc hôm nay Thật ra nó là cái dạng phủ định của cái uh, Vê rượu tsumori vừa nãy nói thôi Nghe okay chưa Nai ô Để Làm sao để không Làm sao để không Biêu kỳ ni nara nai ni Mai nichi Undo shite masu Hàng ngày tôi vận động Để không bị bệnh Nai yô ni shimasu Nai yô ni shite kudasai Hài nếu nói nai ni shimasu tức là tôi sẽ làm gì đó để để không đó. Còn nếu đây thì sẽ là một câu Một lời nhờ Hoặc một lời yêu cầu Anh hãy làm gì đó để không Thứ nhất Nào Ichinichi sang kusuri o nomu no Wasurenai ni shite kudasai Đừng quên uống thuốc 3 lần một ngày nhé Hãy cố gắng để đừng quên việc uống thuốc một ngày ba lần. Nai hô gà y des khuyên đúng không ạ? Tà hô gà y des là nên làm gì đó. Nai hô gà y des là không nên làm gì đó. Biểu kỳ gà náo tà bà kà đi nào đê mà đã ám mà hô gà Tức là gì ạ? Bởi vì vừa mới khỏi bệnh xong cho nên, không nên làm quá sức nhiều đâu Ok chưa? Số 10 Naka naka ko nai Đó Mãi mà không Kusurio non de iru no ni kỳ ga naka naka nao Uống, đang uống, rõ ràng đang uống thuốc mà Bệnh mãi không khó Đó Ngoài ra có một câu chuyện rất thú vị Đó là Sau này N3, nửa N2 nửa các bạn sẽ học là gì ạ? Naka naka này Cậu tính từ Naka naka taihen desu ne Naka naka oishi desu ne Là một câu Có ý nghĩa là gì ạ? Rất Naka naka tai desu ne ừ, Khá là vất vả nhỉ Naka naka oishi desu ne ừ, Cũng ngon đấy đó Nếu đi với tính từ nhé còn đây nếu nó đi với động từ đặc biệt là động từ phủ định thì nó sẽ mãi mà không. Rồi à, buổi học của chúng ta ngày hôm nay nay đến đây là kết thúc và hy vọng là chúng ta sẽ có nói chung là thời điểm này đúng không ạ vừa học vừa chill chill vừa thoải mái thôi chưa có gì là gọi là áp lực cả. Đó thì hy vọng là những kiến thức ngày hôm nay và đặc biệt là những kiến thức thêm vào ngoài lề sẽ giúp ích cho các bạn ở trong cái chặng đường học tiếng Nhật sắp tới. Ngoài ra thì nếu chúng ta muốn nếu các bạn à, muốn học trực tiếp với cả giáo viên tại Dũng mô đi một lớp gọi là viên lớp viên 500 học trực tiếp qua Zoom và một lớp chỉ giới hạn 15 đến uh, 17 bạn thôi thì uh, có thể nhắn tin cho fanpage hoặc là nhắn cho thầy nhé thời gian học là từ 7 giờ đến 11 giờ à xin lỗi 7 giờ đến 9 giờ giờ Việt 9 giờ đến 11 giờ giờ Nhật đấy đúng không ạ đó Ok chưa? Các bạn có câu hỏi thêm gì không? Rồi, hôm nay rất là cảm ơn các bạn đã cùng nhau chăm chỉ ngồi ôn uh, mất gốc với mình Và thứ tư, thứ năm sẽ có những uh, mẫu ngữ pháp còn lại của 13 thể mất gốc này Hãy kiểu ạ, arigato, gô sê chô, arigato gozaimashita Mata, ashita to asatte, oai shimashou Oskare deshita, minasan Bye bye